Xin chào tất cả anh em nhá. Đây là trận tứ kết. Ván đầu tiên thì An Nhiệt phá bóng. Cả nhà chia sẻ video đi, cả nhà chia sẻ video để cổ vũ cho các cầu thủ đi. Rồi, đây là cầu thủ Sơn Bỏ Bình. Hoàng Phú Thọ thì đang đánh tứ kết ở bàn bên trong nhé, cả nhà nhé. Rất tốt, như vậy anh Sơn Bỏ Bình vừa đánh con B3 rất tốt. Tốt. Huy Lê. Wow, đen ngồi cạnh anh là anh Hà Thành đến từ Hòa Bình đấy. Cổ động viên nhiệt tình của An Nhiệt đấy. Anh về à? Ok anh. C đã hiện nguyên hình là C sủi rồi. Anh em ơi, trái bóng tròn. Ấy nhiều không? Lắc nhiều không? Đó, nhưng mà lắc nhiều không? Đây là hàng của em này, găng với lơ này. 7 triệu tất cả. Ô, một pha chạy đạn của anh An Nhiệt nhưng hơi vọt xà.
Như vậy hết má ăn rồi. Con B6 hết má ăn, ăn nhiệt chạy đạn nhưng mà hơi lỗi, bị lòi mông. Vâng, một pha đánh trúng bi mục tiêu của anh Sơn Bỏ Bình. Và một pha chuyển bóng lại rất đẹp mắt, rất chi tiết của anh Sơn Bỏ Bình. Cơ hội cho An Nhật rồi. Còn một bi số 9. Thiên Phan rồi. Thiên Phan hỏi Hà Thành giao lưu không? Như vậy anh An Nhật rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Và án tiếp theo thì anh Sơn Bỏ Bình phá bóng. Chào Nguyễn Quang Thắng nha. Tôi mà cũng có fan à. Tôi mà cũng có idol kìa. Rồi, một pha phá rất mạnh của anh Sơn Bỏ Bình. Ôi dồi ôi, 2-8 mất đường rồi. Còn mỗi thỏ mỗi cái mông nữa thôi. Ok, Thiên Pham. Hay quá nhở, một pha công trong công có thủ luôn. Bóc bánh luôn và anh không trả tiền nhưng mà anh cũng chạy mất hút rồi. May không bị bắt. Chào buông xuôi tất cả. Chào tất cả anh em. Chào công tử sâu nhá. Hay quá nhờ. Thanh niên trẻ một pha A bằng vét máng đại pháp. Phải nói là rất tốt của thanh niên trẻ An Nhật. Hoàng Phú Thọ đang đánh ở bàn bên cạnh công tử sâu. Ôi, ui, ui. Ui rồi, không biết ông này ông chạy đạn hay là ông bắt đuôi đây. Tôi cũng chưa hình dung được cái con bi này của anh. Anh chạy đạn hay anh bắt đuôi nữa. Nếu mà anh bắt đuôi thì phải nói một pha bắt đuôi quá đẳng cấp. Đuôi hư hư luôn. Vương xuôi tất cả. Rồi đi ba rồi, làm gì có tiền mới đi ba. Bầu Sơn. Đây không là đúng một pha vét máng đại pháp. Đặc biệt là cái thanh niên trẻ như An Nhật đây, người yêu chưa có, đang rất là háo hức và đang rất là dạo dực những cái bộ môn đấy. Hay quá nhở. À bằng chết luôn. Anh Sơn Bỏ Hình và thực hiện cú à bằng quá chính xác. Như thanh niên Thủy Đi Lô, Thủy Công Chúa này. Thanh niên này mà vét máng đại pháp thì đúng là cũng nghề rồi. À. Uống bia thì chỉ có gọi ở đây xuống thì chịu rồi. Ồ, phơi hàng rồi. Phơi hàng, phơi màng. Thủy Đi Lô, Thủy Công Chúa. Công Chúa Linh Bình.
Hay quá nhờ, một pha đánh con bi cửa lỗ phải nói ăn chắc luôn của anh An nhờ. Đánh con bi cửa lỗ cực kỳ chính xác. Bầu Sơn. Ok nhá. Để hôm nào hỏi An nhờ cho nó. Rồi, anh An Nhật lại đi chạy đạn rồi, đùi hữ hữ rồi. Quá chính xác và bắt đùi kìa, đùi hữ hữ luôn. Rồi. Rất may cho anh Sơn bỏ bình chạy lung tung con lằm lại ra mất đường. Cái pha chạy đạn phải nói rất hồn nhiên của hai cầu thủ. Rồi, anh này A Băng vẫn ra khó, con lằm này ra má hơi mọc, có biết anh Sơn Bộ Bình có chém được không? Công tử sầu. Quá hay, một pha chém quá chính xác của anh Sơn Bỏ Bình. Không hiểu sao anh này được tên là Sơn Bỏ Bình. Chắc anh này hay ngâm rượu, hay thích uống rượu ngâm Bỏ Bình đây. Xả. Một pha đẩy giật vẫn chính xác. Anh này được xếp hạng C nhưng mà C này C sủi ấy, C sủi xịn luôn đấy. Sủi nhiều tâm luôn. Rồi, anh rất hay nhưng mà không biết trượt lúc nào. Rồi, còn đi đến con bi số 8 rồi. Anh em vào dung đi. Vào dung. Trời ơi, cụ lề như người lớn luôn. Và ra một thế bi gọi là ngang phè phè. Ra một thế bi ngang phè phè rồi. Không biết anh chém như thế nào đây. Trời ơi kìa. Quá hay luôn cho anh Sơn Bỏ Bình. Ngang phè phè anh chém vẫn chết. Anh nâng tỷ số lên 3-1. Cho anh Sơn Bỏ Bình. Ờ, xếp hạng ngay từ đầu mà. Xếp hạng ngay từ đầu ABC trong bốc thăm. Bốc thăm từ vòng loại. Thăm may rủi xong. Sau khi đánh loại dần thì vào đến đây rồi. Và tiếp theo thì anh An Nhật là người phá bóng. Nguyễn Việt Đức. Hay quá nhờ. Nguyễn Việt Đức này. Nguyễn Việt Đức này không biết quê ở đâu rồi. Không thích nghe thì tắt tiếng đi bạn ơi. Nhìn avatar đẹp trai phết đấy. Tôi ghi rõ trên đấy. Tứ kết An chấp 7-2. Công tử sầu, Hoàng Vũ Thọ đang đánh ở bàn bên cạnh. Rồi, anh An Nhật anh chạy an toàn thôi. Hay nhờ. Nguyễn Việt Đức còn nâu bố mày với bạn. Ở đây có 200 anh em thì bạn là bố của ai ạ? Bạn Nguyễn Việt Đức là bố của ai ạ? Ở đây có gần 200 anh em.
Rồi, một pha chạy đạn rất kinh nghiệm của anh Sơn Bỏ Bình, nhưng vẫn lòi mông bi số 2. Và đúng má để điều 3 luôn, đúng má đẹp luôn. Hay quá nhở, Nguyễn Việt Đức. Ô, trượt rồi. Ok, tấn tài Vinat. Sợ một pha đánh rất dũng mãnh của anh Sơn Bỏ Bình, đánh trúng bi mục tiêu luôn. May cho anh lại ra hai, lại ra khó. Đông Nương ở anh bên ban tổ chức rồi, đánh làm sao được em? Bây giờ anh chuyên đi tổ chức giải rồi. Bây giờ anh đánh chỉ đánh BB thôi chứ BA là chịu rồi. Hay quá. Pha đánh hai quá chính xác của anh An Nhiệt. Quá đẳng cấp, quá chính xác. Quá hay. Đâu, đây là An Nhiệt. Bầu Sơn. An Nhiệt vừa đánh con bi rất hay. Rất quyết đoán, rất thành thoát. Còn 3 bóng nữa thôi. Còn hai bị, ôi sao Chô lại yếu sinh lý rồi. Chô về một tí mà lại cái lại đứng đấy thì hơi hơi lon nực, hơi đáng tiếc cho anh An Nhật rồi. Một cú Chô hơi bị xịt. Có thân con trai Nguyễn Việt Đức vào gâu gâu mấy câu bị anh em chửi cho sấp mặt, không biết chết trôi ở chỗ nào rồi. Rất đáng tiếc cho anh An Nhật, anh đánh trượt 8 rồi. Pha Chô 7 về 8 bị xịt. Rất đáng tiếc cho anh An Nhật. Cơ hội cho anh Sơn Bỏ Bình. Quá chính xác. Phải một phát Chô luôn của anh Sơn Bỏ Bình. Bầu Sơn. Hay quá nhờ. Huy hỏi Trịch Bắc Linh bị loại rồi. Hay quá nhờ, Nguyễn Việt Đức lại chửi anh em Thái Bình. Không biết ở đây có mấy anh em Thái Bình đang xem này. Liệu anh An Nhiệt có bật tôm được không? 4-1 đúng không? 4-1 cho Sơn Bỏ Bình rồi. Ừ.
Cái bay ra ngoài, cơ hội cho An Nhiệt rồi. Bình bia. Tôi đi lang thang các nơi mà. Tôi chỉ sợ những người nào gặp trực tiếp, gặp thẳng mặt chứ còn cắn trộm gì. Hoàng Vũ Thọ thì tỷ số tôi cũng chưa cập nhật được bởi vì đang đánh ở bàn trong góc rồi. Bầu Sơn ok nhá. Đuôi rồi. Cơ hội cho An Nhiệt rồi, anh Sơn bỏ bình bị đuôi bi bảy rồi, đuôi ư hự luôn. Chào Lê Mỹ An nhá. Chào anh em. Rất đáng tiếc cho anh Sơn bỏ bình. Lỗi rồi, chưa băng. Còn 3 bóng, cơ hội cho An Nhiệt rút ngắn tỷ số. Tí nữa thì lỗi mà. Tỷ số được rút ngắn xuống 2-4. Liệu anh An Nhiệt có bật tôm được không nào?
cứ cào phím đi con trai. Anh về à? Ok anh, để anh giải sau. Thế là tình hình nào? À gỡ lại được. À, cả nhà vào xem hộ tôi côn tắc của anh Nguyễn Việt Đức này, hộ tôi chụp ảnh lại màn hình cho tôi nhá, xem côn tắc, xem quê nó ở đâu với cả địa chỉ với cả thông tin như nào nhá, chụp ảnh lại màn hình hộ tôi nhá, xong là inbox cho tôi nhá. Hợp lệ nhưng mà vẫn nói mông em một rồi. Hai bốn ôi quá chính xác anh Sơn Bảo Bình, của anh hai con bi kìa, quá quyết đoán luôn. Rất tốt, còn 6 bóng nữa thôi. Rất thanh thoát, anh điều ra được con bi số 5 rồi. Không, trời ơi, quá hay, đúng là hạng ào khác anh em ạ, điều lắp bít đi 7 rồi, còn 3 bóng nữa thôi. Rồi, còn bi 9. Tỷ số được rút ngắn xuống 3-4 cho An Nhật. Một pha dọn bàn phải nói quá hay của anh An Nhật. Quá nhanh. Bản tiếp theo thì anh Sơn Bỏ Bình phá bóng. Tỷ số được rút ngắn xuống 3-4 rồi. Chào Đảng nhá. Chào Đảng từ Sơn Bắc Linh nhá. Hẹn Đảng từ Sơn Bắc Linh sang tuần hẹn tại Đà Nẵng nhá em nhá. Ôi, một pha cân nhưng hơi thiếu chính xác của anh Sơn Bỏ Bình. Lòi mông rồi. Lòi hàng rồi.
Ôi, quá đáng tiếc cho anh An, anh thực hiện một pha choke đầu. Nhưng mà cái lại đập mom lỗ 10 quay lại. Rất đáng tiếc cho anh An nhiệt. Nguyễn Văn Đảng. Cũng bình thường em ơi. Ok nhá, đáng thử sơn nhá. Hẹn em tuần sau trong Đà Nẵng. Hoàng Phú Thọ đang đánh ở bàn bên trong. Mai Anh Phạm, Hoàng Phú Thọ cũng đang đánh tứ kết ở bàn bên trong. Quá chính xác, sở một pha kìa. Rồi ra 4 rồi, một pha phóng cu lê rất dũng mãnh của anh Sơn Bỏ Bình. Quá đẹp luôn. Con 4 này chỉ việc đẩy lên là ra 5 rồi. Ôi, ôi, ui trời ơi. Không hiểu kiểu gì, đúng là hạng C có khác. Sau một con bi rất hay thì đến một con bi loay hoay. Và anh để 4 cửa lỗ rồi. Một pha chuyền bóng lại cho anh An Nhiệt. Phải nói rất đẹp mắt. Một con bi rất đơn giản. Chỉ việc đẩy lên mà anh Sơn Bỏ Bình. Anh ấy đánh lắc lổ được. Ôi, lại đến lượt anh An Nhiệt truyền bóng lại, phải thấy rằng một nó đánh rất fair play của anh An Nhiệt. Sau khi anh Sơn Bỏ Bình truyền bóng cho anh An Nhiệt thì anh An Nhiệt lại truyền bóng lại cho anh Sơn Bỏ Bình. Quá đáng tiếc cho anh An Nhiệt, cơ hội cho anh san bằng tỷ số. Bây giờ thì anh lại đứng trước nguy cơ bị dẫn sâu lên 5-3 rồi. Một ván đấu rất quan trọng. Tam ca không phải nhường mà. Thực sự là tầm này tê lắm rồi. Người ta gọi là La Văn Tê. La Văn Tê gặp Camazun. Cầm gậy như cầm sáo beng. Cầm gậy là tầm này như cầm sáo beng nhỉ. Rồi, còn một bi số 9 thôi. Ồ, lại hơi vênh vách rồi. Điều lại hơi vênh vách rồi anh em ạ. Chúng ta cùng chờ dung. À, có xe à? Xe mới anh? Xe mới à? À, đây à. Có xe mới rồi. Tốt. Tỷ số được nâng lên 5-3 cho anh Sơn Bỏ Bình. Rất đáng tiếc cho anh An Nhiệt. Anh trượt một con bi rất vô duyên. Ván tiếp theo thì anh Sơn Bỏ Bình phá bóng. À không, sorry, anh An Nhiệt phá bóng phát này. Trường Định Tiên Sinh, An Nhiệt hạng A mà thắng mấy cơ thủ ở đấy, thắng mấy trận hay rồi đấy. Loại toàn cơ thủ hay rồi đấy. Và con bi rồi nó hơi một chút. Gọi là mất tập trung thôi. Anh em phải hiểu, một thoáng mất tập trung thôi là đều phải trả giá. Barcelona kia còn vừa rồi còn loại khỏi cúp C1, lại loại sấp mặt kia. Nói gì Bia này đánh hàng trăm con bi. Nhiều lúc nó cũng bị oạch vào oạch. Vẫn nó bị ngáo ngơ một tí.
Quý Nam Định vừa nãy bị loại ở 1-16 rồi nhá. Rất đáng tiếc cho anh Quý Nam Định, anh bị loại với tỷ số 6-5. Rất đáng tiếc. Trương Định tiên sinh. Trái bóng tròn mà khó nói lắm, anh em phải cổ vũ mạnh mẽ lên, đặc biệt là giải vô địch quốc gia sắp tới, anh em phải cổ vũ mạnh lên. Ok, Nguyễn Trường Sa. Đại vô địch quốc gia có ta, ông có ta Đà Nẵng không? Ra đây. Ra đấy cầm đi cầm máy quay cho tôi cũng được đấy. Tôi sẽ quay live stream toàn bộ giải vô địch quốc gia mà. Số là 53 rồi. Anh An Nhiệt có bật tôm được không? Game chạm 7. Cơ hội vẫn chia đều cho cả hai nhà. Trái bóng tròn. Và đặc biệt là anh An Nhiệt thì trình độ cao hơn rất nhiều so với anh Sơn Bỏ Bình. Quá hay luôn kìa. Sụt tề quá đẹp mắt. Điều ra vì số 2 luôn. Huy Phú Thọ, Trịch Bắc Linh vừa bị loại xong. Rất đáng tiếc. Trịch Bắc Linh ở loại ở vòng 1-16. À, anh Trịch Bắc Linh chính là bị anh Sơn Bỏ Bình loại này ở trận trước này. Hay quá nhở, 2-3 ra đường gì đấy. Rồi, bà vẫn còn đường nữa tít. 5-3 nghiêng về Sơn Bỏ Bình. Quá chính xác. Đây, Trịch Bắc Linh luôn trên màn ảnh luôn này, Huy Phú Thọ này. Sao chào đấy. Ôi, cái đi đâu đấy? Đùi không? Tí nữa thì đùi. Vẫn còn được. Rất tốt. Ba bi ra hình rồi, điều luôn được 5 rồi. Rất chi tiết. Quá hay. Pha xử lý rất tinh tế của anh An Nhật. Còn 2 bi. Tỷ số được rút ngắn xuống 4-5 cho An Nhiệt. Tỷ số được rút ngắn xuống 4-5 cho An Nhiệt nha cả nhà. Quá hay. Một pha xử lý phải nói rất thanh thoát, rất là chi tiết của anh An Nhiệt đến từ Hòa Bình. Bán tiếp theo thì anh Sơn Bỏ Bình là người phá bóng. Hello Quốc Anh nhá. Bán tiếp theo thì anh Sơn Bỏ Bình là người phá bóng. Đại Duy Lê đánh một ngày nhá. Phá hợp lệ, ra hình không? Rồi, chết luôn hai bi. Bi ba vẫn đường riêng. Không biết anh Sơn Bỏ Bình có xử lý được cái thế bi này không. Bi đặng chấp 7 chấp 2 là đánh game chạm 7 và
chấp anh Sơn Bảo Bình thắng trước 2-0. Nên là vào trận ngay từ đầu thì anh tỷ số đã là 2-0 nhưng về anh Sơn Bảo Bình rồi. Ngọc Huy chỉ bé đang đánh ở bàn bên cạnh em ơi. Quay sổ số miền Bắc quay à, quay ông này ông quay chuẩn giờ đấy chứ nhưng mà chưa trúng giải gì. Kìa trời ơi anh An Nhật định dò gà bi chín suýt thành công. Suýt thành công, An Nhật cũng đi dò gà. Anh này không biết hôm nay đánh nuôi con gì đấy. Anh em soạn kết quả sổ số miền Bắc thì nhớ soạn MB gửi 6036 nhá. MB gửi 6036 thì kết quả sẽ gửi về trong tích tắc. Chỉ có 1K một tin nhắn thôi. Kết quả sẽ gửi về trong tích tắc. Ok, Lê Quân A19 tổ chức giải gọi là giải tournament liên tục. Còn đánh cực kỳ quyết đoán của anh An Nhật, rất chính xác. Quá wow, chính xác. Ôi cái đi đâu, đi đâu. Ôi tí nữa thì vọt xà. May mà phanh dầu. Phanh dầu luôn. Em ra xem có phải là phạt trà mới không? Nếu trà mới thì rốt anh em làm không? Chúng ta làm không? Tí nữa thì trượt 6. Rồi, con này anh đi cộng hay là đúng? Chắc chắn là phải cộng rồi. Rồi, quá hay. Một pha dọn bàn và nói rất chi tiết của anh An Nhật. Anh san bằng tỷ số. Hòa 5 đều. Quá hay. Cả nhà cho cả hai cầu thủ một tràng bão tim đi cho nó đỏ rực màn hình đi xem nào. Chả đấy tim tiếc gì nhỉ. Đỏ rực màn hình đi xem nào. Fan hâm mộ của An Nhiệt cũng như Sơn Bảo Bình đâu hết rồi. Một tràng bão tim rực rỡ đi xem nào. 5 đều, tỷ số là 5 đều. Ván tiếp theo thì anh An Nhiệt là người phá bóng. Tim thoải mái lên, Nguyễn Trường Sa. 3G tôi mua từ sáng rồi, mua mấy trăm nghìn tiền dung lượng 3G, toàn dung lượng cao. Anh em bảo bét tè lè nhè đi. Không thể lag được. Giải vô địch quốc gia sắp tới thì anh em nhớ lạp thẻ của tôi nhá. Chứ trong kia đi tốn kém, trong bắt đầu là 3G không có là xem là giật lắm đấy. Làm chén trà cho nó mát giọng anh em ạ. Làm chén trà nóng cho nó mát giọng. Hay quá nhờ. Vịnh Bắc Bộ đánh kinh thật. Là gì? À trong kia. Rộ ra, rộ ra. Rộ bạc rồi. Rộ bạc rồi gì? Đó thì gọi là rộ rồi.
Phi Hùng, tôi tuần nào tôi cũng tổ chức giải, anh em chào ủng hộ tôi gì cả, chả xem thì chết dở. Cho một chàng bão tim bão nai đây Phi Hùng, cho rực rỡ đây. Hoàng Phú Thọ vẫn đang đánh ở bàn bên trong em ơi. Ok, Nguyễn Trường Sa, bão tim bét tay là nhà đây. Có. À đâu, mà thôi bảo thôi không phải lấu đâu, còn lâu mới xong. Bảo không phải lấu, còn lâu mới xong. Rồi, tí nắc lồ. Còn ba bóng, An Nhật đang mát máy thôi. Xuôi chèo mát máy thôi. Người ta gọi là xuôi chèo mát máy thôi. Rất chi tiết. Còn hai bóng nữa. An Nhật đúng thể hiện đúng trình độ hạng A của mình rồi. Đang đánh cực kỳ thanh thoát. Mạt máy rồi, điều đâu ra đấy. Cả nhà cho anh An Nhật một tràng bão tim đi. 65 cho An Nhật rồi. Quá hay. Tài năng trẻ đến từ Hòa Bình. Tỷ số được nâng lên 65 cho An Nhật Hòa Bình. Bán đấu tiếp theo thì anh Sơn Bảo Bình là người phá bóng. Quy nê đây là tứ kết thì xong phải vào bán kết chứ. Xong là vào bán kết nhá. Tiếp theo thì anh Sơn Bỏ Bình phá bóng. An Nhật là tài năng trẻ sinh năm 99. Nhà tại Hòa Bình. Nhà là một công tử. Con một rất đẹp trai, nhà mặt phố. Thắng hay thua rồi. Ồ. Anh An Nhật quyết định quay sổ số miền Bắc. 1991, hôm nay đề về 19 chăng? Đề về 19 chăng? Bán kết sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ 30 phút nhá. Ô! Đề về 19 rồi. Vậy là kết thúc trận đấu với một pha cộng bóng phải nói rất là nhạt nhòa luôn của anh An Nhật, kết thúc rất là nhanh, rất là không có tình huống gì. 75, một pha bật tôm phải nói quá hay của anh An Nhật. Kết thúc trận đấu tỷ số 75.